chào các em, thầy là Nguyễn Viết Hòa, giáo viên giảng dạy bộ môn toán của trường Trung học phổ thông Hưng Yên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thầy rất vui được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay, tiết học đầu tiên của chương 4 số phức. Các em thân mến, các em đã được học các tập hợp số như tập hợp số tự nhiên N, tập hợp số nguyên Z, tập hợp số hữu tỉ Q, tập hợp số thực R. Trong các tập hợp số trên thì tập hợp số thực R là rộng nhất, chứa tất cả các tập hợp số còn lại. Từ nhu cầu của thực tiễn mà người ta đã phải giải những phương trình đại số. Chẳng hạn như trên tập hợp số tự nhiên N, phương trình x trừ 1 bằng 0 có nghiệm là 1. Nhưng phương trình x cộng 1 bằng 0 lại vô nghiệm. Vì lý do đó, người ta đã mở rộng tập hợp số tự nhiên N thành tập hợp số nguyên Z. Trên tập hợp số nguyên Z, phương trình x cộng 1 bằng 0 có nghiệm là âm 1. Nhưng phương trình 2x trừ 1 bằng 0 lại vô nghiệm. Vì vậy, người ta mở rộng tập hợp số nguyên Z lên tập hợp số hữu tỉ Q. Trên tập hợp số hữu tỉ Q, phương trình 2x trừ 1 bằng 0 có nghiệm là 1 phần 2. Nhưng phương trình x bình bằng 2 lại vô nghiệm. Vì vậy, người ta mở rộng tập hợp số hữu tỉ Q lên thành tập hợp số thực R. Trên tập hợp số thực R, phương trình x bình bằng 2 có hai nghiệm là căn 2 và âm căn 2. Nhưng phương trình x bình bằng âm 1 lại vô nghiệm. Câu hỏi đặt ra là, liệu rằng có thể mở rộng tập hợp số thực R thành tập hợp số mới mà sao cho phương trình x bình bằng âm 1 có nghiệm hay không? Để trả lời câu hỏi đó, thầy và trò ta vào chương 4. Số phức. Trong chương 4, các em sẽ lần lượt được học các bài. Bài 1, số phức. Bài 2, cộng, trừ và nhân số phức. Bài 3, phép chia số phức. Bài 4, phương trình bậc 2 với hệ số thực. Nào, ta cùng vào bài 1. Số phức. Trong bài 1, các em lần lượt được học 6 đơn vị kiến thức. 1, số y. 2, định nghĩa số phức. 3, số phức bằng nhau. 4, biểu diễn hình học của số phức. 5, mô đun của số phức. Và 6, số phức liên hợp. Nào, ta cùng vào mục 1, số y. Ta đã biết phương trình x bình bằng âm 1 không có nghiệm trên tập hợp số thực R. Với mong muốn mở rộng tập số thực để mọi phương trình bậc n đều có nghiệm, người ta đã đưa ra một số mới, ký hiệu là y và coi nó là nghiệm của phương trình trên. Như vậy, y bình bằng âm 1, tức là y là nghiệm của phương trình x bình bằng âm 1. Với việc đưa ra số y thì mở ra một tập số mới, đó là tập số phức. Ta cùng sang mục 2, định nghĩa số phức. Số phức là biểu thức có dạng a cộng bi với ab thuộc R, y bình bằng âm 1. Trong đó, A được gọi là phần thực, B được gọi là phần ảo, và y là đơn vị ảo. Người ta thường dùng chữ để ký hiệu cho một số phức, chẳng hạn chữ Z, và viết Z bằng A cộng BI. Tập hợp các số phức ký hiệu là C. C là tập hợp tất cả những số có dạng A cộng BI với AB thuộc R và Y bình bằng âm 1. Chú ý, số phức 0 cộng BI được gọi là số thuần ảo và viết đơn giản là BI. Mỗi số thực A được coi là một số phức với phần ảo bằng 0 và ta viết A bằng A cộng 0Y. Vì vậy, tập hợp số thực R là tập con của tập hợp số phức C. Mọi số thực A đều là một số phức. Chính vì thế, tập hợp số thực R là tập con của C. Trong tập hợp số phức có một số đặc biệt, đó là số 0. Nó vừa là số thuần ảo, vừa là số thực. Số 0 được viết là 0 cộng 0y bằng 0y.
số A cộng âm BI có phần thực là A, phần ảo là âm B và viết là A dấu trừ BI. Và ta cũng đọc là A trừ BI. Với việc đưa ra tập hợp số phức C, ta có một hệ thống tập hợp số mới. Tập hợp số tự nhiên N là tập hợp con của tập hợp số nguyên Z. Tập hợp số nguyên Z là tập con của tập hợp số hữu tỉ Q. Tập hợp số hữu tỉ Q là tập con của tập hợp số thực R. Tập hợp số thực R là tập con của tập số phức C. Để thể hiện lại định nghĩa về số phức, thầy trò ta cùng đi vào ví dụ 1, tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau. Trong ví dụ này, thầy đưa ra một bảng gồm 4 cột. Cột 1, thầy đưa ra thứ tự các câu. Cột 2, thầy đưa ra các số phức tương ứng với từng câu. Cột 3, thể hiện phần thực. Cột 4, thể hiện phần ảo. Ta vào câu A. Số phức Z bằng 2 cộng 3i có phần thực bằng 2, phần ảo bằng 3. Phần thực 2, phần ảo 3. Câu B, số phức Z bằng 1 trừ căn 5i có phần thực bằng 1, phần ảo bằng âm căn 5. Câu C, số phức Z bằng trừ i có phần thực bằng 0, phần ảo bằng âm 1. Câu D, số phức Z bằng 2 có phần thực bằng 2, phần ảo bằng 0. Ta tiếp tục sang khái niệm tiếp theo là số phức bằng nhau. Hai số phức được gọi là bằng nhau nếu phần thực và phần ảo của chúng tương ứng bằng nhau. Ở đây, A cộng BI bằng A phẩy cộng B phẩy Y khi và chỉ khi phần thực bằng phần thực, tức là A bằng A phẩy. Phần ảo bằng phần ảo, tức là B bằng B phẩy. Để thể hiện lại khái niệm số phức bằng nhau, thầy trò ta cùng vào ví dụ 2. Cho XY là hai số thực. Z bằng X cộng 1 cộng Y trừ 2Y. Z phẩy bằng 3 cộng 4Y. Tìm XY để A nhỏ, Z bằng Z phẩy. B nhỏ, Z là số thực. C nhỏ, Z là số thuần ảo. D nhỏ, Z bằng 0. Ta vào lời giải. Câu A, Z bằng Z phẩy khi và chỉ khi phần thực bằng phần thực và phần ảo bằng phần ảo. Tức là X cộng 1 bằng 3, ta tìm được X bằng 2. Y trừ 2 bằng 4, ta tìm được Y bằng 6. Vậy kết quả tìm được X bằng 2, Y bằng 6. Câu B, Z là số thực. Z là số thực khi và chỉ khi phần ảo bằng 0. Phần ảo bằng 0 tức là Y trừ 2 bằng 0, em tìm được Y bằng 2 và không phụ thuộc gì vào phần thực, cho nên X thuộc R. Câu C, Z là số thuần ảo. Z là số thuần ảo khi và chỉ khi phần thực bằng 0, tức là X cộng 1 bằng 0, ta tìm được X bằng âm 1. Và như vậy cũng không phụ thuộc gì vào Y, cho nên Y thuộc R. Z là số thuần ảo khi và khi X bằng âm 1 và Y thuộc R. Câu D, Z bằng 0. Một số phức bằng 0 khi và chỉ khi phần thực và phần ảo đồng thời bằng 0. À, như vậy, X cộng 1 bằng 0, ta tìm được X bằng âm 1. Y trừ 2 bằng 0, ta tìm được Y bằng 2. Như vậy, Z bằng 0 khi và khi X bằng âm 1 và Y bằng 2. Ta cùng nhau sang khái niệm tiếp theo, đó là biểu diễn hình học của số phức. Như các em đã biết, mỗi số thực được biểu diễn là một điểm trên trục số. Ở đây, thầy đưa ra số 0 được biểu diễn là điểm O, là gốc của trục số. Số A được biểu diễn là điểm M trên trục số. Vậy số phức được biểu diễn như thế nào? Ta sang khái niệm biểu diễn hình học của số phức. Cho số phức Z bằng A cộng BI.
Trong mặt phẳng tọa độ OXY, điểm M có hoành độ A, tung độ B là điểm biểu diễn của số phức Z bằng A cộng BI. Các em nhìn lại, hoành độ của điểm M là phần thực của số phức Z. Tung độ của điểm M là phần ảo của số phức Z. Các em nhìn hình ảnh. Ở đây, điểm M có hoành độ A chính là phần thực của số phức Z. Có tung độ B chính là phần ảo của số phức Z. Qua khái niệm trên, ta rút ra một nhận xét. Các em hình dung khi B bằng 0, B dần chạy về 0, thì điểm M thuộc trục hoành. Như vậy, trục hoành biểu diễn số thực. Khi A bằng 0, điểm M, A chạy dần về 0, điểm M thuộc trục tung. Như vậy, trục tung biểu diễn số ảo. Để thể hiện khái niệm trên, thầy và trò ta cùng làm ví dụ 3. Xác định điểm biểu diễn của mỗi số phức sau. Ở đây, thầy cho 4 số phức Z, Z1, Z2, Z3. Và thầy cho trước mặt phẳng tọa độ đã biểu diễn tọa độ từng điểm. Bây giờ ta phải xác định xem điểm nào biểu diễn số phức nào. Ta vào lời giải. Ta xem điểm A có hoành độ là 2, tung độ bằng 0. Như vậy biểu diễn số phức có phần thực bằng 2, phần ảo bằng 0. Vậy ta nhìn xem phần thực bằng 2, phần ảo bằng 0. Như vậy điểm A biểu diễn số phức Z2. Điểm B có phần thực bằng 1, phần ảo bằng 2. Vậy nó biểu diễn số phức 1 cộng 2y, đó là số phức Z. Điểm C có hoành độ 3, tung độ âm 1. Vậy điểm C biểu diễn số phức 3 trừ y, Z1. Vậy điểm C biểu diễn Z1. Điểm D có hoành độ 0, tung độ bằng âm 3. Vậy nó biểu diễn số phức là trừ 3y. Xem. Z3. Tiếp tục, thầy trò ta đi thêm khái niệm tiếp theo. Mô đun của số phức. Ý A, nhắc lại ý nghĩa hình học về giá trị tuyệt đối của một số thực. Các em đã biết là với mọi số thực A thì giá trị tuyệt đối của A là khoảng cách từ điểm M biểu diễn số A trên trục số đến gốc O của trục số. Gốc O biểu diễn số 0, điểm M biểu diễn số A. Thì khoảng cách MO chính là trị tuyệt đối của số A. Trị đối A bằng OM, độ giai đoạn M. Và cũng tương tự như vậy thì mô đun của một số phức được khái niệm là khoảng cách từ điểm biểu diễn số phức đó đến gốc của hệ trục tọa độ. Ta sang khái niệm về mô đun của số phức. Cho số phức Z bằng A cộng BI có điểm biểu diễn là điểm M, hoành độ A, tung độ B. Đó. Các em nhìn hình ảnh. M, hoành độ A, tung độ B. Biểu diễn số phức có phần thực là A, phần ảo là B. Khi đó thì độ dài của vector OM, đây cũng chính là độ dài của đoạn OM, được gọi là mô đun của số phức Z và ký hiệu là led thẳng, Z led thẳng. Giống như ký hiệu về trị tuyệt đối của một số thực, nhưng các em không đọc là trị đối của Z mà đọc là mô đun của Z. Đấy. Độ dài OM chính là mô đun của Z. Như vậy, mô đun của Z bằng độ dài của vector OM. Vì vector OM có hoành độ A, tung độ B, suy ra mô đun của Z bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình, tức là hoành độ bình cộng tung độ bình. Kết luận, mô đun của số phức Z A cộng BI bằng căn bậc 2 của phần thực bình phương cộng phần ảo bình phương. Các em chú ý, A cộng BI là một số phức, nhưng mô đun của nó là một số thực không âm.
Qua khái niệm trên ta đưa ra nhận xét. Nếu như B bằng 0 thì mô đun của A cộng 0y bằng căn bậc 2 của A bình cộng 0 bình, tức là bằng căn bậc 2 của A bình và bằng trị tuyệt đối của A. Mô đun của Z bằng trị đối A. Khi A bằng 0, thì mô đun của 0 cộng BI bằng căn bậc 2 của 0 bình cộng B bình, tức là bằng căn bậc 2 của B bình và bằng trị tuyệt đối của B. Để củng cố khái niệm trên, ta cùng vào ví dụ 4. A nhỏ, tính mô đun của 2 trừ y và mô đun của âm 3y. B nhỏ, tìm tập hợp các điểm M biểu diễn số phức Z thỏa mãn mô đun của Z bằng 2. Ta vào lời giải. Câu A, mô đun của 2 trừ y bằng căn bậc 2 của 2 bình cộng với âm 1 bình và bằng căn 5, vì nó có phần thực là 2, phần ảo là âm 1. Ý 2, mô đun của âm 3y bằng trị tuyệt đối của âm 3 và bằng 3. Câu B, yêu cầu tìm tập hợp điểm M biểu diễn số phức Z thỏa mãn mô đun của Z bằng 2. Như vậy, điểm M biểu diễn số phức Z sao cho mô đun của Z bằng 2, tức là điểm M cách gốc ô một khoảng bằng 2. Mà trên mặt phẳng tọa độ OY thì có vô số điểm cách gốc tọa độ một giá trị bằng 2. Đó là đường tròn tâm ô bán kính bằng 2. Vậy lời giải câu B, mô đun của Z bằng 2 khi vậy khi độ dài OM bằng 2. Vậy tập hợp các điểm M là đường tròn tâm ô bán kính là 2. Ta sang khái niệm tiếp theo là số phức liên hợp. Cho số phức Z bằng A cộng BI, ta gọi số A trừ BI là số phức liên hợp của Z, ký hiệu là Z nét ngang trên đầu và đọc là liên hợp của Z, và viết liên hợp của số phức Z bằng A trừ BI. Thầy nhấn mạnh lại, Z bằng A cộng BI, Z liên hợp bằng A trừ BI. Vậy các em so sánh giữa hai số phức Z và liên hợp của nó. Hai số phức này có phần thực bằng nhau, phần ảo đối nhau. Như vậy, nếu cho một số phức, các em muốn tìm số phức liên hợp của nó, các em chỉ cần giữ nguyên phần thực và lấy số đối phần ảo. Về mặt biểu diễn hình học, giả sử điểm M biểu diễn số phức Z bằng A cộng BI, thì ta có điểm M phẩy biểu diễn số phức liên hợp bằng A trừ BI. Hai điểm này có cùng hoành độ và tung độ đối nhau. Như vậy, hai số phức là liên hợp của nhau thì có điểm biểu diễn đối xứng nhau qua trục hoành. Và ngược lại, nếu cho hai điểm đối xứng nhau qua trục hoành thì ta xác định được hai điểm đó là biểu diễn cho hai số phức là liên hợp của nhau. Qua khái niệm trên, ta đưa ra nhận xét. Các em để ý thấy điểm M và điểm M phẩy cách đều gốc ô. Điểm M biểu diễn số phức Z, M phẩy biểu diễn số phức liên hợp của Z. Độ dài OM là mô đun của Z. Độ dài OM phẩy là mô đun của Z liên hợp. Như vậy ta có kết quả mô đun của Z bằng mô đun của Z liên hợp. Ý thứ hai, nếu các em đi lấy liên hợp của A trừ BI thì em được số A cộng BI. Như vậy ta có kết quả là liên hợp của số phức liên hợp là chính nó. Hơn nữa, nếu như điểm M thuộc vào trục OX thì M phẩy cũng thuộc trục OX. Như vậy ta có kết quả là liên hợp của một số thực là chính nó.
Để củng cố khái niệm trên, thầy và trò ta cùng vào ví dụ 5. A nhỏ, tìm số phức liên hợp của Z, biết Z bằng âm 5 cộng 2y, Z bằng 3, Z bằng âm 4y. Câu B, cho Z bằng 1 cộng 2y, tính modulus của Z, modulus của Z liên hợp và liên hợp của Z liên hợp. Lời giải, câu A, ý 1, Z bằng âm 5 cộng 2y, suy ra liên hợp của Z bằng âm 5 trừ 2y, giữ nguyên phần thực, lấy số đối phần ảo. Ý 2, số phức Z bằng 3, đó là số thực. 3 có thể viết bằng 3 cộng 0y, vậy liên hợp của nó bằng 3 trừ 0y và cũng bằng 3. Ý 3, Z bằng âm 4y, có thể viết bằng 0 trừ 4y. Suy ra liên hợp của nó bằng 0 cộng 4y và bằng 4y. Câu B. Ý thứ nhất, mô đun của Z bằng căn bậc 2 của phần thực bình phương cộng phần ảo bình phương, tức là căn bậc 2 của 1 bình cộng 2 bình và bằng căn 5. Ý B, trước khi tính mô đun của Z liên hợp, các em đi tính Z liên hợp. Z liên hợp bằng 1 trừ 2y, suy ra mô đun của nó bằng căn bậc 2 của 1 bình cộng âm 2 bình và bằng cũng bằng căn 5. Như vậy thể hiện đúng cái nhận xét của chúng ta, đó là mô đun của Z thì bằng mô đun của Z liên hợp căn 5, căn 5. Liên hợp của số phức liên hợp bằng chính nó, như vậy bằng 1 cộng 2y. Đến đây, thầy và trò chúng ta đã đi hết một lượt kiến thức cơ bản của bài 1 số phức. Ta cùng củng cố nhìn lại kết quả mình đã đạt được. 1. Số y. Số y được gọi là đơn vị ảo của số phức với y bình bằng âm 1. 2. Định nghĩa số phức. Mỗi số phức là một biểu thức có dạng A cộng BI với AB thuộc R và Y bình bằng âm 1. Trong đó, A được gọi là phần thực, B được gọi là phần ảo và Y là đơn vị ảo. 3. Số phức bằng nhau. Hai số phức được gọi là bằng nhau nếu phần thực và phần ảo của chúng tương ứng bằng nhau. A cộng BI bằng C cộng DI khi và chỉ khi phần thực bằng phần thực, tức là A bằng C, A bằng C. Phần ảo bằng phần ảo, tức là B bằng D, B bằng D. Biểu diễn hình học của số phức. Nếu như cho số phức Z có phần thực là A, phần ảo là B, ta viết Z bằng A cộng BI, thì có điểm biểu diễn là điểm M có hoành độ A, tung độ B trên mặt phẳng tọa độ. Ngược lại, trên mặt phẳng tọa độ, nếu cho điểm M có hoành độ A, tung độ B, thì nó cũng xác định một số phức Z có phần thực là A, phần ảo là B, và Z bằng A cộng BI. Mô đun của số phức. Mô đun của số phức A cộng BI bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Thầy nhấn mạnh lại, mô đun của số phức là một số thực không âm. Căn bậc 2 của A bình cộng B bình là số thực không âm. 6. Số phức liên hợp của số phức Z bằng A cộng BI là số phức Z. Ta ký hiệu đặt cái nét ngang trên đầu, đọc là liên hợp của Z. Được xác định là A trừ BI, tức là phần thực kem giữ nguyên, phần ảo lấy số đối. Như vậy ta đã củng cố lại toàn bộ kiến thức của bài 1 số phức. Bây giờ thầy hướng dẫn một số ý các bài tập các em về nhà tự làm. Hướng dẫn bài tập sẽ khoa trang 133-134. Bài 1, các em áp dụng định nghĩa số phức. Bài 2, các em áp dụng số phức bằng nhau. Bài 3, áp dụng biểu diễn số phức và kiến thức về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng mà các em đã được học từ lớp 10, học kỳ 2, môn hình học.
Bài 4, bài 5 đều áp dụng mô đun của số phức. Bài 6 áp dụng số phức liên hợp. Đến đây, buổi học hôm nay của chúng ta là kết thúc. Các em về củng cố lại kiến thức một lần nữa và làm bài tập. Chúc các em một ngày tốt lành. Thân ái chào các em.